Kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động những ngày cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, những năm gần đây, sầu riêng là loại cây trồng được nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh tăng cường mở rộng diện tích. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu bởi thu nhập của loại cây ăn trái nói trên hết sức ổn định. Hiện nay thì phần lớn sầu riêng ở Lâm Đồng đang trong giai đoạn ra hoa và đậu quả. Bà con nông dân cần có những giải pháp đầu tư và chăm sóc khoa học nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển cho năng suất ổn định vào cuối vụ. Nội dung nói trên cùng nhiều thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác sẽ được chuyển đến bà con trong chương trình hôm nay. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Trồng hoa hồng công nghệ cao giúp nâng cao chất lượng, thuận tiện liên kết tìm đầu ra. Sản xuất điều bền vững, giải pháp giúp nông dân cắt tiên nâng cao thu nhập. Các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tập trung xây dựng chuỗi nông sản bền vững. Chuyển đổi sản xuất hợp lý, nhiều nông hộ ở Tiền Giang trồng bắp lãi gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Thưa bà con, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chính là chìa khóa để giúp cho nông dân Lâm Đồng có thể ổn định năng suất, nâng cao chất lượng, tạo nên sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản trên thị trường. Chính tầm quan trọng đó mà cùng với một số tác động và định hướng của ngành nông nghiệp, bà con nông dân nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động tìm hiểu, đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngày càng khoa học, đặc biệt là đối với cây hoa hồng. Cách đây khoảng 4 năm, nhà nông Đỗ Đình Lợi ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất tại gia đình mình. Theo đó, thay vì chuyên canh tác các loại rau ngắn ngày như trước, nhà nông này đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng 1,5 hectare nhà kính trồng hoa hồng. Đây là loại hoa dài ngày, thời gian kinh doanh lên đến gần chục năm. Bởi vậy, để ổn định năng suất 20.000 bông cho mỗi phiên hái như hiện nay, chủ vườn phải đầu tư canh tác theo hướng bền vững, như tăng cường sử dụng các loại phân chuồng, thuốc bảo vệ thực vật thế hệ mới để bền đất, bền cây. Song song với đó, việc quản lý sâu bệnh hại cũng được áp dụng theo quy trình canh tác tiên tiến. Nhờ đầu tư khoa học như thế mà chất lượng của vườn hoa hồng luôn đảm bảo, tạo thuận lợi để chủ vườn liên kết bao tiêu nông sản với giá cả phù hợp, mang lại nguồn thu bình quân hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Hiệu quả mà việc ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp đã thể hiện rõ nét, không chỉ giúp nhà nông nâng cao thu nhập, mà còn góp phần rất lớn hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp mới. Và để hỗ trợ nông dân nhân rộng những cách làm hay và hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng và vật nuôi thế mạnh ở địa phương, ngành nông nghiệp đã triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp khoa học mà canh tác điều bền vững ở huyện Cát Tiên là một trong số đó. Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 28.000 hecta điều, do chưa được đầu tư tương xứng nên nhiều vườn điều trong tỉnh chỉ đạt năng suất từ 700 đến 800 kg trên 1 hecta, sâu bệnh hại và lây lan mạnh. Từ thực tế trên, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã triển khai mô hình sản xuất điều bền vững tại huyện Cát Tiên. Bên cạnh hỗ trợ 40 nông hộ thâm canh khoảng 40 hecta điều, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng còn tiến hành trồng thay thế 10 hecta điều già cỗi, năng suất chất lượng thấp bằng giống điều PN1. Song song đó, tăng cường tập huấn các phương pháp bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, tạo cành tỉ tán. Kết quả là năng suất điều tại các nông hộ tham gia mô hình thâm canh tăng từ 15 đến 20% so với trước. Sâu bệnh hại giảm, cây điều sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đang tiếp tục thực hiện nhiều phần việc liên quan nhằm nâng cao và nhân rộng hiệu quả của mô hình sản xuất điều bền vững trong thời gian tới. Chuyển sang lĩnh vực chăn nuôi, thưa bà con, bò thịt là loại gia súc thế mạnh của nông dân Lâm Đồng với tổng đàn hiện nay là trên 91.000 con. Tuy nhiên, bên cạnh một số thuận lợi cơ bản, thì ngành chăn nuôi bò thịt ở các địa phương vẫn còn gặp một số hạn chế như chưa có trung tâm giống vật nuôi, khí hậu biến đổi và diễn biến phức tạp gây áp lực về phòng chống dịch bệnh. Kinh nghiệm chăn nuôi bò thịt tập trung với quy mô lớn còn hạn chế, đặc biệt là trong khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng đối với việc vỗ béo bò thịt. Trước thực tế đó, nhiều giải pháp phát triển đàn bò thịt chất lượng cao đã được ngành nông nghiệp đặt ra và trong đó đặc biệt chú trọng đến các giải pháp về khoa học công nghệ. Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng bò thịt và tăng 6% tổng đàn so với năm trước, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh lai tạo bò lai cao sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo các giống bò cao sản như Brahman, Babe, Red Angus và bò cái lai nền Zebu để tạo bò thịt cao sản có tỷ lệ từ 75% máu ngoại trở lên.
Song song đó, trồng các giống cỏ cao sản để cung cấp nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò, gồm các giống cỏ VA06, cỏ xả, Mulatto 2 và các giống phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu tại Lâm Đồng. Áp dụng các phương pháp chế biến thích hợp làm thức ăn cho bò vào mùa khô, sử dụng các phụ phẩm nông, công nghiệp, tinh bột và các nguồn thức ăn sẵn có để vỗ béo đàn bò thịt, có phần nâng cao năng suất, chất lượng thịt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt việc vệ sinh trong chăn nuôi bò, tiêm phòng định kỳ các bệnh bắt buộc bằng vaccine cho đàn bò theo quy định của ngành thú y. Tiếp tục sẽ là một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác. Như bà con cũng đã biết, bên cạnh lúa thì đồng bằng sông Cửu Long là khu vực có nhiều lợi thế để phát triển các loại cây ăn trái. Vâng, hiện nay thì khu vực này có khoảng 300.000 hecta cây ăn trái với sản lượng hơn 3 triệu tấn mỗi năm. Tiềm năng để xuất khẩu các loại cây ăn trái vẫn còn rất lớn, đặc biệt là các thị trường được mở ra từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, trên thực tế thì nhiều nông hộ vẫn đang đối mặt với tình trạng được mùa mất giá. Bởi vậy mà các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang hướng tới xây dựng chuỗi để đạt mục tiêu phát triển bền vững. Cách đây vài năm, vườn bưởi rộng 0,8 hecta của gia đình bà Trần Thị Mừng ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre không chỉ kém về chất lượng mà còn khó về đầu ra. Từ khi tham gia vào hợp tác xã bưởi da xanh Bến Tre, bà Mừng đã xây dựng thành công mô hình vườn bưởi chuẩn Global Gap. Để có một lượng nông sản chất lượng đủ lớn cung ứng cho khách hàng, hợp tác xã bưởi da xanh Bến Tre đã liên kết được trên 450 thành viên, mỗi năm cung ứng 170 tấn bưởi. 10% trong số đó đã xuất khẩu sang Canada và Singapore. Theo kế hoạch, hợp tác xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích Global Gap, cấp mã cốt vùng trồng để xuất sang Hoa Kỳ và châu Âu. Xây dựng chuỗi giá trị nông sản là con đường để ngành nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng tốt với biến động của thị trường. Cùng với việc tăng cường liên kết và sản xuất theo chuỗi, thì bà con nông dân tại các địa phương trong cả nước còn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất để phù hợp với đặc thù ở mỗi vùng đất. Cụ thể là tại tỉnh Tiền Giang, nhờ chuyển sang trồng bắp mà nhiều nông hộ đã có thu nhập khả quan, lại gấp từ 2 đến 3 lần so với trồng lúa, loại cây trồng có diện tích canh tác lớn ở địa phương này. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn mặn, gần đây nông dân tỉnh Tiền Giang đã chuyển đổi nhiều diện tích lúa sang trồng hoa màu, mà đặc biệt là bắp. Loại cây trồng này thời gian thu hoạch ngắn, chi phí thấp, giá cả ổn định và cho lãi khá cao. Vụ đông xuân, diện tích bắp dưới chân ruộng được nông dân tỉnh Tiền Giang nhân rộng đến vài ngàn hecta. Các địa phương có diện tích đất trồng bắp thương phẩm lớn nhất là huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, thị xã Gò Công và thành phố Mỹ Tho. Thời gian gần đây, đầu ra của cây bắp rất thuận lợi. Chỉ sau một đợt thu hoạch, nhà nông đã có lãi trên 50 triệu đồng một hecta. Mỗi năm nông dân có thể trồng được 4 đến 5 vụ bắp cho lợi nhuận từ 200 đến 250 triệu đồng một hecta, cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Chuyển sang một thông tin về thị trường nông sản, thưa bà con, do chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng với ngành sản xuất kinh doanh lúa gạo, mức độ ảnh hưởng gần như không có. Thậm chí có nhiều thời điểm giá lúa gạo trên thị trường còn tăng cao. Tuy nhiên, những ngày gần đây thì giá gạo xuất khẩu lại giảm so với nhiều tuần trước đó. Thông tin sẽ có ngay sau đây. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam bất ngờ giảm 5 đô la Mỹ một tấn. Lần lượt có giá là 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn đối với loại 5% tấm và 488 đến 492 đô la Mỹ một tấn với gạo 25% tấm. Các loại gạo khác giữ giá ổn định. Cụ thể, gạo Jasmine dao động từ 563 đến 567 đô la Mỹ. Gạo 100% tấm có giá 438 đô la Mỹ đến 442 đô la Mỹ. Không riêng gạo Việt Nam, giá chào bán gạo của Thái Lan cũng tiếp tục giảm từ 1 đến 3 đô la Mỹ một tấn tùy loại. Thưa bà con nông dân, sầu riêng hiện là cây trồng được nhiều nhà vườn trong tỉnh tập trung phát triển, đặc biệt là tại những địa phương chuyên canh cây cà phê. Do cà phê vối Nhân Xô hiện vẫn ở mức thấp, nên nhiều nhà nông đã trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê để vừa tạo được hệ thống cây che bóng chắn gió, vừa có thể tăng thêm thu nhập. Mùa này, nhiều diện tích sầu riêng trong tỉnh đã bước vào giai đoạn ra hoa, đậu quả. Bà con nông dân cần có những giải pháp đầu tư, chăm sóc cây trồng thế nào cho khoa học và hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Năm nay, bà con nông dân Lâm Đồng thăm canh trên 12.000 hectare sầu riêng, hơn phân nửa diện tích nói trên đã bước vào giai đoạn kinh doanh.
Do nguồn thu từ cây sầu riêng những năm gần đây tương đối khả quan, với mức thu nhập ở các nông hộ trồng sầu riêng xen trong các vườn cà phê dao động từ 100 đến 230 triệu đồng một hecta một năm, nên nhiều nông hộ trong tỉnh tiếp tục đưa sầu riêng vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình. Cùng với việc mở rộng diện tích canh tác, bà con nông dân đã tập trung đầu tư chăm sóc sầu riêng theo hướng bền vững, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chủ yếu là phân chuồng đã được ủ hoai mục để tạo độ bền vững cho đất và cho cây. Mùa này, 90% diện tích sầu riêng ở 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên đã ra hoa đậu quả. Những địa phương còn lại bao gồm Di Linh, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, 40% diện tích sầu riêng đã ra hoa. Cách mình chăm sóc là mình phòng ngừa bọ trĩ nhện đỏ, rồi dinh dưỡng tập trung nuôi cho trái, rồi tỉa cành là cắt bỏ những trái cong quẹo bỏ đi không cần thiết. Còn chăm sóc dinh dưỡng xuống gốc là cứ bỏ phân đều đều, cứ một tuần là mình bỏ dinh dưỡng một lần, tưới gốc, hữu cơ. Trong giai đoạn sầu riêng ra hoa đậu quả, bà con nông dân cần đặc biệt quan tâm đến việc siết nước, tạo điều kiện khô hạn cục bộ là điều cần thiết. Thông thường, việc siết nước sẽ kéo dài từ khi xử lý mầm hoa đến khi mắc cua ra hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sau khi ra mắc cua hoàn chỉnh, cây cần nước để tiếp tục sống, phát triển và nuôi bông. Lúc này, nhà vườn cần cung cấp nước cho cây và bắt đầu tưới lại khi mắc cua ra dài từ 1 đến 2cm. Khi bắt đầu tưới lại, bà con chỉ tưới nhẹ dưới mặt đất, sau đó qua mỗi lần tưới, tăng dần lượng nước thêm một ít. 4 đến 5 ngày tưới một lần, không để quá khô rồi mới tưới, sẽ gây nên hiện tượng cây bị sốc nước. Song song với việc tưới nước, bà con cần kết hợp bón phân để cung cấp dinh dưỡng nuôi cây, theo dõi sâu bệnh hại trong vườn để kịp thời xử lý. Về cái tỉa định hoa thì cũng rất là quan trọng đối với cây sầu riêng ở cái giai đoạn ra hoa này. Đối với các cái chùm hoa mà nó ra trên các cái cành cấp 1 ấy thì chúng ta để lại các cái chùm mà nó cách thân chính từ khoảng 0,5m cho đến 1,5m tùy theo cái cây. Cây càng lớn mà cành càng lớn ấy thì cái vị trí mà chùm hoa đầu tiên trên cái cành cấp 1 thì nó phải càng xa thân chính. Thế còn đối với các cái cành cấp 2 thì nó cũng ra rất nhiều các cái chùm bông, nhưng mà chúng ta cũng nên chỉ để lại mỗi cành khoảng 4 đến 10 chùm và chọn những cái chùm hoa nó ra ở những cái vị trí thuận lợi, nó hướng xuống dưới. Ra hoa đậu quả là giai đoạn vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sầu riêng và cuối vụ. Bởi vậy, bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư, chăm sóc cây trồng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng trái sầu riêng tại các nông hộ. Hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân Lâm Đồng sẽ có thêm những thông tin bổ ích để chăm sóc cây sầu riêng mùa này khoa học và hiệu quả. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ những thông tin với chương trình, vui lòng gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây thì Hà Yến và Thúy Vi xin nói lời chào tạm biệt.